ngày hôm nay xin dành để cập nhật các thông tin về bão số 13. Sáng nay thì bão số 13 đã giảm cấp xuống cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Thế nhưng hoàn lưu mây dông của bão vẫn đang gây mưa to, gió lớn cho khu vực Hà Tĩnh tới Quảng Nam. Ngay sau đây, biên tập viên Quỳnh Anh sẽ cập nhật thông tin chi tiết. Dạ vâng, chị Thu Hà, thưa quý vị và các bạn, theo hướng di chuyển của bão số 13 thì vùng mưa gió đang có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc. Hiện tại thì mưa tập trung từ Quảng Nam trở ra đến Hà Tĩnh, trong đó thì Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam luôn nằm trong khu vực có mưa to suốt từ chiều qua cho tới giờ. Tổng lượng mưa đo được trong 12 tiếng qua đã lên tới cả 100 mm. Dự báo mưa gió sẽ còn mở rộng ra phía Bắc khi mà bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh cho tới Thừa Thiên Huế trong 2 đến 3 tiếng tới. Dù sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thế nhưng hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa và kéo dài sang cả ngày mai. Vùng mưa là từ Thanh Hóa cho tới Quảng Nam với lượng mưa ước tính là 100 cho tới 150 mm và có những nơi thì còn vượt 200 mm. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi từ Nghệ An cho tới Quảng Nam do mưa lớn. Bà con sinh sống ở các sườn đồi dốc đứng hãy nhanh chóng di dời đến nơi an toàn nếu quan sát thấy các dấu hiệu của sạt lở đất, lũ quét như là vết nứt, nước sông suối nhỏ đổi màu. Bên cạnh đó, dự báo đến trưa nay, lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc sẽ lên mức là 4 m, dưới báo động 3 là 50 cm. Sông Hương tại Kim Long sẽ lên mức 2,80 m, tức là dưới báo động 3 khoảng 70 cm. Đề phòng ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông ở khu vực này. Từ giờ cho tới chiều nay thì khu vực phía Nam của Nghệ An cho tới Thừa Thiên Huế sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 8, giật cấp 10. Người dân không được chủ quan, hãy ở yên trong các khu tránh trú an toàn và các tòa nhà cao tầng kiên cố. Còn bây giờ thì xin mời trở lại với trường quay thời sự. Cảm ơn chị Quỳnh Anh. Bão số 13 đã ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đêm qua đến sáng nay thì đã có mưa to và gió rất lớn và toàn thành phố bị mất điện trên diện rộng. Gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 khiến nhiều cây xanh gãy đổ, tốc mái nhà dân. Tỉnh đã triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó chú trọng tới công tác an toàn hồ đập cũng như việc điều tiết nước đảm bảo lũ cho ở hạ du, nhất là trong thời điểm nước lũ vẫn còn ngập ở nhiều nơi trong thành phố. Và để đảm bảo an toàn khai thác tránh ảnh hưởng của bão số 13, thì Cục Hàng không Việt Nam quyết định đóng cửa sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, sân bay Đà Nẵng và sân bay Vinh. Thời gian đóng cửa đến 10 giờ sáng nay, gồm các sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài. Riêng sân bay Đồng Hới và Vinh sẽ đóng cửa đến 20 giờ tối nay. Ngày hôm qua, Vietnam Airlines đã truy hủy các chuyến bay đến và đi từ các sân bay trên, gồm các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, giữa Hà Nội và Đà Nẵng, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam, Đà Lạt và Huế. Bão số 13 xin lưu ý là vẫn đang gây mưa to và gió mạnh cho các tỉnh miền Trung. Dự báo ít giờ nữa thì bão sẽ đi vào đất liền. Để đảm bảo an toàn thì quý vị nên lưu ý một số việc nên và không nên làm trước khi bão đổ bộ ngay sau đây. Những việc nên làm khi bão đổ bộ. 1. Theo dõi thông tin về thời tiết qua TV, radio và hệ thống cảnh báo tại địa phương. 2. Không ở trên tàu, thuyền đã neo đậu, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản. 3. Nên ở trong nhà, nơi trú ẩn, không đi ra ngoài. Những việc không nên làm khi bão đổ bộ. 1. Hạn chế không nên đi ra ngoài khi bão đổ bộ, đặc biệt nghiêm cấm các trường hợp hiếu kỳ. Nếu buộc phải đi thì không nên đi tay không mà mang theo các vật dụng như đèn pin, điện thoại di động hoặc còi để thông tin trong trường hợp có sự cố xảy ra. 2. Không đi gần hoặc dẫm lên các đường dây điện, cột điện đổ. 3. Không tìm cách vượt qua các cây đổ chắn ngang đường vì có thể có dây điện đang bị mắc vào. 4. Không trú tránh dưới gốc cây để phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật.